À, có một cái tin nhắn về điện thoại của tôi rất là lạ. Học tốt nghiệp cấp 3. À đây, số điện thoại này 8439562618. Nội dung tin nhắn như sau: em nhận làm bằng lái xe cao đẳng đại học, bằng tốt nghiệp cấp 3, các loại giấy tờ, gọi em với số 0961 946 367, nhận hàng mới, thanh toán. Chúc quý khách vui vẻ. À, vậy thì cái tin nhắn này ấy, thì thông thường ấy, họ phải nắm được thuê bao khách hàng, địa chỉ khách hàng và nhà mạng thì họ mới có thể gửi tin nhắn đến các số điện thoại thông thường. Vì vậy với những cái số điện thoại nhắn tin như thế này ấy, chúng ta không nên quan tâm với nó và coi như chúng ta nên xóa nó đi để tránh hiện tượng bị lừa đảo. Đấy. Số điện thoại gửi là một số khác. Các bạn nhìn thấy số cuối là 108, nhưng cái số điện thoại cho để làm bằng tốt nghiệp ấy lại là số cuối là 6367. Đấy, khác nhau hoàn toàn. Cái này công an cũng nên vào cuộc để xử lý những trường hợp như thế này.